Xin chào tất cả quý vị khán giả. Xin chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Sao Hay Chữ. Chương trình do đài truyền thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 20:30 thứ ba trên kênh HTV7. Thưa quý vị, hôm nay đã là ngày 31 tháng 12 rồi, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang năm mới, năm 2020. Và Đại Nghĩa xin gửi lời chúc đến tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị khán giả có một năm mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều niềm hạnh phúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ chương trình. Thưa quý vị khán giả, đến với Sao Hay Chữ thì chúng ta sẽ có cơ hội ôn lại tất cả những cái kiến thức về ca dao của Việt Nam mà chúng ta có thể đã được nghe, được học từ khi còn nhỏ xíu. Nhưng thời gian trôi qua, có khi chúng ta quên đi. Và có khi chúng ta đến với chương trình, chúng ta sẽ tiếp nhận thêm nhiều điều mới mẻ, cũng như là những cái câu ca dao phong phú vốn trong kho tàng văn học, trong kho tàng ca dao Việt Nam mà từ đó đến giờ chúng ta vẫn không biết. Và ngày hôm nay, ngoài cái việc là chúng ta sẽ đến với chương trình Sao Hai Chữ, thì Đại Nghĩa còn mời đến đây những người bạn, những người em, họ sẽ chia sẻ niềm vui của họ trong suốt một năm vừa qua. Hãy cùng gặp gỡ họ nha. Xin mời các em. Và thưa quý vị, bên tay phải Đại Nghĩa đó là Kim Nhã, Dương Thanh Vàng, Anh Tú và Tuyên Mạch. Bốn đứa em thân thiết của Đại Nghĩa đã đến với chương trình ngày hôm nay. Như Đại Nghĩa đã có nói, chúng ta sẽ có những cái chia sẻ với quý vị khán giả vào cái ngày đặc biệt này, cái ngày cuối năm, tổng kết trong suốt một năm vừa qua. Theo em, Giàng, dạ, năm vừa rồi em giỏi cái gì nhất? Có thể là về cuộc sống, về công việc, hoặc là về một cái niềm vui nào đó của các em. Nếu như anh nghe cái nào mà nó hay ho nhất, nó vui nhất, dạ, thì anh sẽ cho rằng người đó là cái người mà thuyết phục anh nhất ở cái phần này. Và người đó sẽ được quyền chọn đội của chúng mình. Trời ơi, trời ơi, hay quá. Nói cho hay mà còn cho vui nè. Dạ, giỏi nhất của em là chúc nhân dịp năm mới thì em gửi lời chúc đến toàn thể tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị một năm tiền xu đầy túi, tiền giấy đầy bao, đi ăn được khao, về nhà được rước, tiền vô ngõ trước, học sòn vô ngõ sau. Nói chung tiền đầy túi, tình đầy tim, sung sướng ban đêm, hạnh phúc ban ngày. Là chúc có 200 chàng vỗ tay quý vị ơi. Hay, lời chúc quá hấp dẫn. Vậy thì bây giờ anh Tú. Em thì vốn dĩ là một người siêu nhạt, em nhạt từ đầu đến cuối rồi, thế cho nên là em cũng không biết có cái gì nó thú vị. Chắc là có lẽ là em trong năm vừa rồi em đã giảm cân, làm sao mà có cái sự khác biệt với cả chị Tuyền. Đâu, em không hề nhạt nha, em mặn lắm đó. Tiếp theo, Kim Nhã, nói nghe xem trong năm vừa qua em giỏi nhất cái gì? Dạ em giỏi bệnh nhất anh. Ủa? Dạ em bệnh từ đầu năm tới cuối năm luôn. Thành ra bây giờ em rút ra một chuyện là bây giờ mình sống trên đời là mình phải biết cái sức khỏe đầu tiên. Tại vì có sức khỏe thì mình sẽ làm việc được một năm nó trơn tru và gặt hái những thành công. Anh chúc cho em năm sau mình dở đà lại một chút. Dạ. Nha. Mình dở lại một chút, ít bệnh lại một cái. Dạ. Nha. Rồi còn tham gia những cái sản phẩm nghệ thuật cho khán giả coi. Dạ. Nữa. Còn Tuyên Mập. Dạ, trong năm vừa qua thì cái điều giỏi nhất của em là giữ được cái số cân tốt. Không, thiệt, tính ra vậy là khó lắm chứ đúng không? Chứ gì nữa. Em cân nặng nhiêu ký? Dạ thưa anh là 115 cộng. Ủa có cái cộng nữa hả? Dạ, cộng ở đây là cộng nhiêu cộng á. Còn thêm nữa? Không, cộng là tại vì cái cân nó chỉ có 115 ký thôi. Lên là nó mút chỉ cái cân rồi. Và thưa quý vị, vừa rồi thì bốn đứa em của Đại Nghĩa đã nói về những cái điểm giỏi nhất của nó trong năm 2019 vừa qua. Nhưng mà cũng có một vài cái điểm mà mong rằng mấy đứa em nó bớt giỏi đi. Chẳng hạn như là giỏi bệnh nè, là bớt đi. Dạ. Đó, những cái giỏi còn lại thì chấp nhận được. Và trong những cái lời nói về mình như vậy, Nghĩa thấy rằng cái lời nói mà nghe nó dễ thương, nó hấp dẫn và nó làm cho mình cảm giác là mình thích thú nhất, đó chính là Dương Thanh Vàng. Ôi, mê cái vụ tiền vô của tôi. Đăng quang rồi. Của sao? Em đăng quang mọi người. Đúng rồi. Em đăng quang rồi. Em đăng quang. Vậy thì bây giờ em được quyền chọn một người trong ba người còn lại làm đồng đội của mình. Rồi, giờ sao đây ta? Cái gì vậy? Sao thằng hắn hết bị ủ ho bệnh em hết vậy? Bệnh nữa. Bệnh nữa hả? Dạ, em tự nhiên em khô cổ á. Bé này nó bệnh nhiều quá. Năm nay là chắc không hên với em đâu. Qua xa xa, đừng lại gần, đừng lại gần. Vậy dạ, hả? Chàng chọn anh Tú. Rồi đi, 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 đi. Ok, anh thấy cái sự lựa chọn này cũng hợp lý. Cái sai này là cũng tương đồng với nhau đúng không? Tại vì á, người ta nói là buôn có bạn, bán có phường, thì mình phải lôi một cái người bạn nào đó nó tương xứng với mình về cân nặng, chiều cao, rồi nhìn cái form dáng nó cũng được được chứ không thể sắc nào. Sắc dốc mà, nói sắc dốc mà hả? Đúng rồi, sắc dốc chứ không thể nào mà. Đầu năm gì cũng muốn chặt chém em đâu, mà sắc dốc thì coi là. Đâu, em cũng hợp mà. Thì đó, em nghĩ là một cái người mà phồn thịnh như chị Tuyền Mập á thì sẽ không xứng với em, còn một cái người mặt sủ như là Kim Nhã.
mọi người ơi, nhìn làm sao vậy? Con bé mặt sáng trưng, chẳng phải là cái máy hơi kỳ. Thôi được rồi, anh nghĩ rằng là em lựa chọn Tú cũng là hợp lý. Vậy thì bây giờ các em chọn cho mình một cái tên đội đi. Em tin chị. Chị cũng tin em. Không lẽ đặt tên là đội chị em? Thôi chị quyết định đi. Thôi em quyết định đi. Suy nghĩ đi, bên đây nè. Giang và Tú thì mình lấy cái tên là Tán Dù. Tán Dù, Tán Dù đi. Tán Dù Tú Vàng hả? Tú Vàng. Trời ơi, tán cái gì không tán thì tán cái cái tên gì đó mà nghe có vẻ bạo lực quá ha. Ờ, nghe bạo lực quá. Được. À, có tên rồi, có tên rồi. Mình lấy đầu năm mà may mắn, mà mình lấy cái gì đó hên hên đi. Rồi, đội huynh đệ. Huynh đệ. Đội huynh đệ. Từ đội chị em thương thuyết, có thể chị ngã em nâng. Cái tên đội của em. Chị đội ngã em nâng. Ủa em ơi, có gì chị ngã em nâng. Khoan em ơi, em nhắc anh nâng nổi không? Em nâng nổi không Tuyền không? Không, mà cái tên của em hơi rối nha. Hồi chị em thân thiết, chị ngã em nâng. Chị nâng được con em làm gì? Em ngã. Nói chung là đội huynh đệ và chị ngã em nâng. Mời hai đội về chỗ. Yeah. Lớp học của chúng ta sắp sửa vào tiết học văn. Văn chương Việt Nam của chúng ta rất là phong phú, đặc biệt là kho tàng ca dao của Việt Nam của chúng ta vô cùng rộng lớn. Như chúng ta cũng biết, ca dao vốn dĩ là được truyền khẩu, truyền từ người này qua người kia, truyền từ vùng này sang vùng khác, từ thế hệ nọ tới thế hệ kia. Cho nên nó sẽ có những gì bán, và đó cũng được xem như là những cái sự sáng tạo và là một cái thuộc tính đặc biệt của ca dao Việt Nam. Và trong chương trình này, nếu như các bạn đưa ra đáp án trùng khớp với đáp án của chương trình thì chúng ta mới được tính điểm. Anh vốn dĩ là một người anh hào phóng, một người anh rộng lượng và bao dung với đàn em, cho nên mới bước vô thảy cho mỗi đội 20 triệu tài chơi. Hãy dành cho hai đội chơi ngày hôm nay ít phút để nghỉ giải lao, và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với Sao Hay Chữ. Đây là vòng đầu tiên có tên là vòng khởi động. Vòng 1 khởi động. Vòng 1 có 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 14 ô chữ. Mỗi đội mua tối đa 3 ô chữ, tối thiểu 1 ô chữ. Mỗi ô chữ trị giá 500.000 đồng. Sau gợi ý, mỗi đội chơi gõ chiên để mua quyền trả lời. Mua mỗi lần trả lời giá 1 triệu đồng. Mỗi đáp án trùng khớp được thưởng 10 triệu đồng. Sau một lượt, nếu cả hai đội chưa có đáp án trùng khớp thì sẽ mở lượt bảng thứ hai. Nếu cả hai đội đều không có đáp án thì đáp án sẽ được công bố. Chúng ta còn có thêm 3 quyền trợ giúp nữa. Quyền đầu tiên đó là quyền mua cái từ đang giấu ở trên cái bảng cho em miễn phí. Ok, được một lần. Rồi chúng ta có quyền thứ hai, đó là cái quyền trả lời mà không có tốn tiền, miễn phí luôn. Và quyền thứ ba là quyền cấp thêm vốn. Tùy vào cái cảm tình của anh dành cho hai đội nó nhiều hay nó ít, anh sẽ cấp ít hay nó nhiều số tiền cho các em nha. Cho nên nếu như thông minh thì nên lấy lòng anh từ ngay bây giờ. Hồi nãy mình nói đúng rồi đó, buôn có bạn bán có phường rồi, đúng rồi đó. Đây chương trình kinh doanh quá, chương trình kinh doanh quá nè. Từ đầu tới đuôi là phải tính toán dữ lắm luôn á. Sao nếu cảm thấy không ổn thì dạ không sao, anh Nghĩa rất đẹp trai. Dạ em thấy bữa nay Vàng có vẻ là không thích anh Nghĩa cho lắm. Anh cũng nhìn thấy anh rồi đó, thấy thái độ rõ ràng. Họ đang chơi một cái bài người ta gọi là Dương Đông Kích Tây à, hay là như nào ta? Ờ sao kỳ vậy? Ủa gì ta? Không có anh. Chị có thấy rõ ràng Vàng thái độ với anh Nghĩa không? Anh ghi nhận hết, anh biết ai là người thật lòng với anh nha. Và ai là người đâm bị thóc chọc bị gạo ha. Thật ra không ai thật lòng với anh cả. Anh sẽ bắt đầu cho kem đến với những gợi ý cũng như là câu hỏi của dòng đầu tiên. Xin mời. Đây là tất cả những cái câu hỏi của ngày hôm nay để thử thách xem coi các em có biết nhiều về ca dao Việt Nam hay không. Xin mời câu hỏi. 14 ô chữ đã hiện lên trên màn hình của các em. Bây giờ anh muốn hỏi đội quyết đệ. Mình mua B6 đi. Có một ô thôi hả? Một ô thôi. Là tốn có 500 ngàn thôi đó hả? 500 ngàn để em trả lời câu này liền. B6 được không? Được, để đó đi. Lát mình sẽ thấy hết. Nhưng mà bây giờ em muốn mua ô nào? Em chọn A1. A1 và? B4 đi. Kệ đầu tư một chút. B4 và A1. Gợi ý của câu số 1. Câu ca dao mượn hình ảnh của hai loại cây để trai gái đối đáp, giao duyên, ý nhị, tán tỉnh nhau. Xin mời ô chữ. Gõ liền.
Nào đây 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 đây. Ở Tú gõ xong rồi Vàng đọc thật to vào. Bên đây Tú đã gõ chiên trước. Kính thưa quý vị, đây là nãy định là không mua luôn á, thật sự luôn. Tại vì trong đầu chỉ nhớ có một câu đó, ngày xưa cha từ thời cha sanh mẹ đẻ ra là đã xài cái câu đó rồi. Cho nên là định không mua luôn, nhưng mà lỡ mua rồi, cho nên là quyết định bỏ thêm 1 triệu bạc nữa ra trả lời. Lần trả lời đầu tiên của tụi em là: bây giờ mận mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Đội chì ngã em nâng. Các bạn nghĩ thế nào về câu trả lời vừa rồi? Dạ em nghĩ là chắc là đúng đó anh. Sao mà buồn vậy bạn ơi? Từ từ. Đây là đáp án. Sai. Hay đúng. Trời ơi. Anh nghe. Tại vì anh nói nó sẽ có những dị bản mà. Nhiều khi nó chỉ khác một từ thôi là mình sai luôn. Đáp án mà đội huynh đệ đưa ra là đáp án Chính xác. Yeah. Ôi. Ôi. Đó, hai đứa chứ nhưng không đi ngờ. Xin mời đáp án hiện lên màn hình. Bây giờ mận mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Đội huynh đệ, các bạn đã mang về cho mình số tiền thưởng là 10 triệu đồng. Hay quá, nhớ chuyên nha, thằng tôi ngượng á. Trời ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 2. Xin mời câu hỏi. Bây giờ đội chị Ngã Am Nâng muốn mua ô nào? Thôi bây giờ mình mua A6 nè. Rồi B4 nè. Ui, lại chỗ cũ. Thì đúng rồi, mình phải như vậy em ạ. Dạ rồi. Rồi mình mua luôn A1 luôn đi. A1. Mình lập lại hai cái cũ và một cái mới. Thích chị em nhà này rất là hào phóng trong chuyện mua bán. Trời, chứ không phải mà tiết kiệm hà tiện như hai công này. Không phải, bởi vì là biết câu đấy rồi đúng không? Thì đúng mình rồi. Bây giờ mình sẽ mua B1. B1 nè. Rồi hào sản với bên kia lại đang dư mà mình có đang 8,5 triệu giờ tám triệu rưỡi mua B8 luôn. Mua nhiều hơn tôi đi, mình tốn 1 triệu thôi. Gợi ý là tấm hình trên màn hình. Xin mời ô chữ. Chưa ô chữ lên. Chị chạy đâu vậy chị Tiệt? Chuẩn bị mời ô chữ. Đây gõ. Bên đây chưa. Được lắm. Mặc dù bên đây kim ngã quéo quá, nó cầm lộn vậy quý vị. Nó gõ cái tiếng nhỏ hơn, nhưng mà rõ ràng là bên đây gõ trước. Được lắm. Thấy không? Không phải chỉ có trí não không thôi, mà còn có vận động cơ thể nữa. Đó. Em sợ em có em lỗi. Em tức quá em tức cái câu này quá Em nhìn cho nó là em đã kêu rồi. Tú chạy. Mê trước luôn. Chừng cơ không cần đợi mở đâu, chạy đi. Mà Tú nó vẫn chạy chậm, không hiểu đâu. Đã có những cái từ hiện lên, từ Trúc, từ Đình, từ Em, từ Đứng, từ Sinh. Bây giờ thì đội chị Ngã Am Nâng cho anh biết đáp án của các em là gì. Dạ em xin mời chị em. Trúc Sinh, Trúc Mộc đầu đình. Em xin em đứng một mình cũng xin. Sai. Cái câu này phải đúng là Trúc Sinh, Trúc Mộc đầu đình. Em xin em đứng dưới sình cũng xin là mới đúng. Em đứng dưới sình phải không? Em đứng dưới sình. Sình đâu, sình đâu. Kìa thấy không? Cái chỗ mà có quẹt quẹt đen đen nè. Cái xanh xanh này là cái màu cái sông nè. Em sai rồi, cái này là người ta đứng ở trên sình. Nếu mà đứng ở dưới sình là sình phải đè lên chân như vậy nè. Bình tĩnh, đừng manh động. Cứ chốt chưa? Nói từ chốt cho anh. Chốt. Đó phải vậy chứ. Sợ. Sao em sợ quá, em chạy học mật luôn. Các em nghĩ coi là chương trình có cho mình một cái câu nó dễ dàng vậy không? Dạ không, em nghĩ là sai đó, tam sao thất bản đó. Đây là đáp án. Sai. Anh không nói đúng hay sai đâu. Dịnh giùm cái tim, anh sẽ cho mở đáp án ngay lên trên bàn. Anh chỉ cần mở ô B7 thôi. Xin mời đáp án. Chính xác. Cái câu này nói về em hay sao? Chúc sinh, chúc mọc đầu đình, tiền sinh, tiền đứng trình đình, tiền đứng sinh. Và như vậy là đội chị Ngã Em Nâng, các bạn có cho mình thêm 10 triệu đồng. Yeah. Wow. Câu số 3, xin mời câu hỏi. Bây giờ hỏi bên đây trước, chọn mua ô nào? Em nghĩ để khó khăn lắm, thì sẽ không chọn ô A1, A6 và B6. Thì sẽ gây ra sự khó khăn, mình phải suy nghĩ động não. Đội em suy nghĩ động não, đội em kia cũng phải động não. Chứ không thể nào mà bắt đội em mà động não. Em chọn ô B7 là một. B7. Tôi vote A5 nữa. A5 là 2. A5.
Rồi sau đó em chọn B3 đi. Nhiều quá. 1 triệu thôi, tốt anh chị. Hai cái thôi. Hai người đàn ông này hà tiện quá. Anh đọc gợi ý cho nghe nha. Gợi ý nè, một hình ảnh đẹp về tình mẫu tử của nhà thơ Nguyễn Duy qua cách chăm sóc con cái khi còn nhỏ. Bên đây, các em muốn mua ô nào? Em muốn mua ô B3. A1 nè. A1. Em muốn mua ô nào nữa không? Em nghĩ 2 ô thôi. Xin mời ô chữ. Đó, bây giờ mới vui nè. Ngồi nơi đây không gian ba la, lũ chim đua nhau hát ca. Ngồi ta cơm cá. Sao mà lật đúng dễ sợ luôn á. Hay thiệt á. Lật ra cái không biết luôn thiệt á. Câu này quen lắm, hãy nhớ gợi ý của anh. Nếu không mình mua thêm đi. Mỗi đội mua thêm từ được mà. Em nghĩ là có lẽ là mình nên mua thêm anh ạ. Cho tụi em phải đã thảo luận cái. Tốn 500 hay tốn 1 triệu. Nhớ câu 2 mà quên câu đầu rồi. Bây giờ em bảo anh này, mình có trai đúng không, lật 4 ô này luôn. Mình mua 4 ô là bên bà chị 7 bên kia, bà sẽ mua 1, 2 ô dưới này là bà biết rồi. 1, 2 ô dưới này là biết liền. Bây giờ em mở ô A2 đi. A2 rồi. A2, yeah. Bên đây có muốn mua không? A3 hả? Chị thích nào? A2 thì mình mua A4 chứ mắc mua A5. Chuẩn bị đứng chạy tới gõ chuông cho chị. Trời ơi, A2 và A4 luôn. Mời ô chữ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Bên đây rất nhanh, hai chị em phóng lên như một cơn bão. Gõ chiên, mặc dù chưa biết là có câu trả lời hay không. Bình tĩnh. Họ chưa chắc có câu trả lời đâu mà. Chưa biết là có câu trả lời hay không nên gõ. Gõ giành điểm. Đề nghị không được làm họ mất tập trung. Không, em hát rồi mà. Tăng 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 tăng. Bạn tình ơi, chúng ta nhau rồi. Dù trong cách chờ nhưng lòng chờ quên câu thề. Ai mượn? Tại vì sao mà duyên ta lỡ nói gì cũng anh thôi. Anh biết sao? Tôi giải trình. Em thấy rồi, em cũng biết cái hàng ở dưới rồi mà em cũng không nhớ hàng ở trên thôi. Bây giờ đằng nào mình cũng đã gõ chiên rồi, cho nên phải trả lời thôi. Em vừa đi em vừa nhìn bộ cái ý, còn chữ cuối nào biết rồi. Bên đây lỡ ngã rồi. Em thấy buồn chị em ghê. Rồi. Một liều, 37 cũng liều, em cũng... Nói chung là kiến thức thì nó bao la, còn dạ. Em thì nó hàng hẹp lắm. Nên em có sai thì các anh chị em ở đây, các anh chị em ekip cũng như là quý vị khán giả cũng chăm chút bỏ qua. Ủa, gì mà chăn chối dữ vậy chị? Mắc cười quá, người ta nói lên cái nỗi lòng. Đầu năm đầu tháng mình phải nói để mọi người không có trách mình. À, anh Nghĩa ơi, này là bỏ 1 triệu để nói. Không phải. Vấn đề ở đây là nếu như mà chúng ta bỏ 1 triệu để mua kiến thức quý báu như vậy là đúng. Nói đi em. Đáng. Nói em đi. Đồng ý. Nè, nói đi hay quá rồi đó. Dạ. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa. Miệng nhai cơm bún, lưỡi lừa cá xương. Ồ. Cái này chứ lẽ không lẽ là nghĩa luôn. Ủa dạ, sao tự nhiên nghe xong rồi em đơ chút vậy? Trời ơi, em cũng hoang mang. Rồi tụi em cũng có cái câu đáp án y chang vậy. Sao mà bà đi một vòng hồi gian manh, mẹ gian xảo. Có đáp án rồi mà vẫn vẫn không vẫn thề vẫn. Luôn, chị nói em nghe nè, thiệt chị nói dốc là chị ốm á. Ủa thề gì kỳ vậy? Sao mà rồi? Không, bởi vì bây giờ Tuyền Mập không hề muốn ốm. Bởi vì ốm là không còn mọi người yêu thích Tuyền Mập nữa mà gọi là Tuyền ốm. Bởi vậy á nè, ngồi buồn nhớ mẹ ta. Ta gì không biết, ta đây à, không đúng, ta xưa. Ta xưa chính xác rồi. Nhớ hồi xưa, rồi còn ở dưới là ai cũng biết rồi mà. Chốt chưa? Chốt. Chốt. Đây là đáp án chính xác. Khi mà bạn nói bạn không biết là tôi tốn nguyên một bài hát ở ngoài này đó. Đúng là câu ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, em là cánh tay của chị, lưỡi lừa cá xương. Và tuy rằng Tuyền Mập có một chút sự nhẹ quay đầu nhưng cuối cùng cũng đã tìm ra được đáp án và mang về cho đội của mình 10 triệu đồng. Hay quá em ơi, mình đại gia tới nơi rồi em. Mình thắng hai câu là mình vào nước khố đổ dách rồi nha. Nghe đây, anh sẽ tổng kết số tiền mà hiện nay các em đang có. Đội huynh đệ, kết thúc vòng 1, các bạn có 26 triệu đồng. Đội chị ngã em nâng, các bạn có 34 triệu đồng. Đó mới chỉ là vòng 1. Vòng 2 sẽ còn nhiều điều hấp dẫn và thú vị vô cùng. Quý vị khán giả hãy quay lại với Sao Hãy Chữ sau ít phút nghỉ giải lao nha.
Thưa quý vị khán giả, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Sao Hay Chữ. Đây là vòng thi thứ hai có tên là Ô Chữ Độc Quyền. Ở vòng 1 vừa rồi thì đội Chị Ngã Em Nâng đã giành phần thắng có phần hơi áp đảo chút xíu so với đội Huynh Đệ. Hai anh em Huynh Đệ cảm thấy thế nào? Em cảm thấy rất là thoải mái thôi, bởi vì cái lần thi cuối cùng ấy, em cảm thấy là em thôi em nhường họ lên đi, chứ bây giờ em mà đập chuông quá nhiều người ta bảo là con trai gì mà kỳ ấy, kiểu kiểu thế đấy. Mình phải thế đấy, chứ thực ra là anh Vàng anh biết rồi, anh Vàng anh biết hết đáp án rồi, em ngồi im luôn. Anh hình như em nói mà cái mặt của Vàng không thoải mái lắm á. Thì á thì đó. Thấy em nó ngụy biện hay quá đúng không? Đây hai đội chị em, câu 1 mình chưa có định thần kịp, mình phóng không lại người ta. Nhưng câu 2, câu 3 rút kinh nghiệm, hai chị em tràn lên như hai cơn bão, đúng không? Cho nên mình giành chiến thắng. Bây giờ sao em? Mình có tiền hơn rồi đó, mình có thay đổi thái độ không? Dạ không anh, em vẫn giữ nguyên hả? Cái đội của em là thắng không kêu mà thua không nản. Chứ em không có như Vàng đâu, em thấy Vàng thái độ kêu căng hẳn. Ủa, tôi đang thua mà tôi kêu căng với lý do gì? Hồi nãy thắng thắng câu đầu á, kêu căng lắm. Lúc đầu á nghĩ là trùng màu với anh Nghĩa, với lại cái tấm thảm là kêu căng lắm. Không sao em ạ, à, nha. Tuy nhiên bây giờ anh thấy cái đội nhà này nè, không chỉ giàu không thôi mà còn nhân văn nữa. Dạ. Trời ơi, hay quá ha. Yên tâm, anh sẽ cho các em cơ hội để gỡ lại số tiền đã mất nha. Em sẽ báo chù. Em sẽ báo chù. Tôi nghĩ là một cái cuộc học hỏi thôi chứ không phải là thù oán gì đâu. Em sẽ báo chù. Bạn lại đừng sân si nữa rồi. Em sẽ báo chù. Được. Vòng 2 này có một cái điều rất đặc biệt, đó là độc quyền. Nếu như vòng 1 các em mua cái ô chữ nào đó thì đội bên kia người ta có thể thấy được đúng không? Vòng 2 ai mua nấy coi thôi, chứ đội bên kia không được quyền thấy. Nhưng hả? Các em sẽ có một cái quyền nữa, mình có quyền mình trao đổi, mình mua bán. Đó. Bây giờ mới khẳng định câu ông bà cha mẹ mình nói rất là hay. Chỉ có con đường học hành mới khiến mình giàu lên thôi. Chỉ có con đường học hành mới khiến mình giàu lên thôi. Biết một chữ một cái là làm giàu liền. Đó. Đổi bán liền được luôn trời. Và nhớ một điều rằng ở vòng thứ hai này thì mọi cái nó đều có cái giá cao hơn vòng 1 nha. Cái giá có lại mà các em nếu chiến thắng nó sẽ cao 20 triệu cho một câu trùng khớp. Đúng không? Đầu tư nhiều thì xin lời nhiều vậy thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 1. Xin mời câu hỏi. Bây giờ anh muốn hỏi đội Huynh Đệ, các em muốn mua ô nào? Bây giờ mình phải mua 3 ô mà quan trọng nhất. Dạ dạ. A1, A6, B6. A1, A6, B6. Rất hợp lý luôn. Bên tay chúng ta sẽ không được mua những ô mà bên đây đã chọn trước. Dạ, em mua B3, B4, B5. Em sẽ mua B1. Không. Rồi, anh sẽ đọc cho các em nghe gợi ý. Gợi ý: câu ca dao này mượn cảnh vật mùa xuân để tỏ tình, có nhắc đến một loài hoa. Xin mời ô chữ. Có. Có đi, có chứ. Cho người ta ấy đây. Bên đây đã gõ chiên trước. Bình tĩnh. Bây giờ mình phải thở này. Thở đã, nhìn lại đi. Đúng rồi. Trèo, hoa, nụ. Có một câu một thôi. Cái này em nhớ là nó có một câu một thôi. Trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em lấy chồng rồi anh tiếc lắm thay. 3 đồng một mớ chầu cay, sao em không nhớ những ngày còn xuân. Sao cái gì mà muốn nhảy xuống dưới lầu vậy? Trời ơi. Anh đọc lại gợi ý một lần nữa cho em được không? Không. Chốt không? Đằng nào cũng ấy rồi, hy sinh thử một lần cho đáng sức trai. Một liều 37 cũng liều. Mua hay là chốt? Chốt luôn đi. Chốt luôn đi Tú ơi. Thằng bé nó rơi rụng dữ vậy. Đừng làm thời gian căng thẳng thêm nữa. 1, 2, 3. Chốt. Chúc mừng. Sai rồi đó. Ủa sao giống chuẩn bị đăng quang hoa hậu quá vậy? Chuẩn bị đăng quang chứ anh, 20 triệu lận anh. Nhiều lắm á. Dương Thịnh Vàng 24 Việt Nam. Chính xác. Yeah. Đúng là câu trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. 20 triệu về đội của Huynh Đệ. Hay. Người ta chỉ nhường lúc đầu thôi, đúng không? Câu này quen mà phải không Tuyền? Dạ, cứ quen khúc sau thôi, khúc đầu không quen. Ủa, câu đầu tiên em không biết luôn hả? Em không biết luôn á. Ồ. Thiệt, lúc mà hả Vàng nói ra tụi em mới biết. Cái câu này nó rất là quen thuộc. Nó đã được phổ nhạc cái bài Nụ Tầm Xuân á. Em biết bài này không Tú? Trèo lên, lên, trèo lên, lên cây bưởi hái hoa, bước
ra ra vườn cà, bước ra ra vườn cà, hái nụ tầm xuân. Nghe qua bây giờ chưa? Rất là tiếc, câu này quen mà. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 2. Hãy nhớ rằng chúng ta vẫn còn tiếp 3 quyền trợ giúp chúng ta chưa sử dụng nha. Câu số 2, xin mời câu hỏi. Bây giờ Thanh hỏi đội chị Ngám nâng trước. Các em muốn mua ô nào hay muốn sử dụng quyền trợ giúp nào? Em sử dụng quyền mở một ô miễn phí. Mở một ô miễn phí, em chọn ô nào? Em chọn A6. A6, ngoài ra em vẫn được mua 3 ô nữa nha. Chị đầu tư không? Chị thấy cái B3, B6 được nè. B3, B6 với là một cái gì đó. A1 đi. Đó. A1, B3, B6. A1, B3, B6. Đội bên đây, huynh đệ, sao nào? Em sẽ mua ô B1. B1 ha, B1, B7 B... Đúng rồi. B1, B7 và B8 đội. Khoan. Thật ra B7 với B8 nó không có giá trị bằng ô. Thôi mua không, A2, A3, A4 luôn đi. Ok. Người ta mở nghỉ, tôi biết mà. Hết vậy à, mua cho tốn tiền. 7, 8. Rồi, đọc lại xem là gì. Ê, bây giờ mình hy sinh một con 7 hoặc con 8, mình lấy một cái hàng trên mình biết được không? Ok. A2 đi. Duyệt. B1, A2 và A2, B7. B7. B1. Dạ. Gợi ý câu ca dao này là ý tưởng cho một bài hát của tác giả Song Ngọc. Xin mời ô chữ. Gõ. Tiền là tiền, em hối con nhỏ lên gõ quá trời gõ. Trời ơi. Gõ rồi. Trời ơi, chị em rất là điềm tĩnh luôn á. Gõ. Sao, mời tiền, đứng lên. Chị ơi, mình có cái quyền mà xin trả lời miễn phí á, mình có xài không em? Dạ, em xin trả lời đó là: gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay. Sao vậy Vàng? Em lên rồi hả Vàng? Đúng rồi. Chị cứ về trời đi, em đem chịu lời đắng cay cho không sao đâu. Đây là đáp án chính xác. Đúng là câu gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay. Câu ca dao này cũng là ý tưởng cho bài hát Rau Răm Ở Lại của tác giả Song Ngọc. Có bao nhiêu tiền đâu em? 20 triệu giờ nha đó. Như vậy là ở vòng 2 này, coi như là bây giờ hai đội, mỗi đội đã thắng một lần, đều có những số tiền lớn. Và chúng ta còn câu số 3. Câu này quyết định nha, là bởi vì khi kết thúc vòng 2 này, đội nào mà số tiền còn lại ít hơn sẽ phải chia tay với cuộc chơi. Đội nào nhiều tiền hơn sẽ đi tiếp vào vòng 3. Cho nên chúng ta còn bao nhiêu quyền gì đó thì hãy sử dụng một cách khôn khéo nhất ở cái vòng này. Moi hết ra xài. Đúng. Câu 3, xin mời câu hỏi. Mời đội huynh đệ. Miễn phí một cái. Em sẽ chọn 3 ô. Em sẽ chọn ô miễn phí trước. Ô miễn phí trước. B1. B1 là miễn phí cho em. Bây giờ anh sẽ lật ô này trước cho các em nha. Dạ rồi. Ô miễn phí B1, lật ra. Đó. Trời, từ này. Suy nghĩ đi, chọn ô nào tiếp theo. Bây giờ anh mời đội chị Ngám nâng. Các em muốn mua ô nào? Dạ, em muốn mua ô nào? A1, B5, A6, A6 đi. A1, A6 và B5. Rồi, bây giờ đội của Vàng, các em muốn mua ô nào? Em sẽ mua B6, A2, B2. Anh sẽ đọc gợi ý cho hai đội. Câu ca dao là lời khuyên chí tình anh em về kinh nghiệm trong cuộc mưu sinh gian khổ. Xin mời ô chữ. Các bạn có thể thương lượng để mình có thể mình trao đổi, mình mua bán. Câu này khó nè. Rồi hay quá, câu cuối cùng hay quá. Mua không nè? Đội bên đó đang có nhiều tiền hơn á, đội bên đó có thể thương lượng tại hôm nay tới 4 ô lận. Mình mua B1 không chị? Bây giờ nếu mà nó muốn lấy ô B1 thì bên đây đang muốn lấy ô A6. Bán đồng giá. Thì bán đồng giá. Bán 20 triệu không? Trời. Em ngã giá chị trước đi, chị bán nè. Trời, coi lát nữa thì tự nhiên chị lật kèo rồi sao ai biết được chị. Em ơi. Ủa, em không tin. Nếu như em thấy rằng những cái từ của em đang có nó giá trị thì em có được quyền tăng giá lên một chút nha. Rồi bây giờ bên kia có muốn thỏa thuận, muốn mua bán gì với bên em nói đi. Dạ nhà mãi vô, dạ mãi vô. Mấy anh chị ơi, lựa giùm em đi. Dạ em có 4 con ở đây dạ. Em nghĩ nên mua B1. Ừ, nhã muốn mua B1, bán nhiêu? Bây giờ bán nhiêu giờ? Mình mua 1 triệu, bán 1,5 triệu đi. Tính tôi nha, tôi trả một giá một. Không, bây giờ vậy đi, bây giờ mình thương lượng nước đôi nha. Em mua sẽ mua A6 của chị. Không, bây giờ em nói trước em bán nhiêu. Trời ơi, hồi tự nhiên bán xong cái này xong cái tự nhiên cái. Ủa, mắc trời bảo bán cho mình em có chưa? Tiền mà có tiền chứ chắc đã bán đâu.
cái chữ xong á nó rất là gì xong là gì sau chỉ sau chỉ ủa sau. Sao tự nhiên em nói ra vậy thì vàng bên kia ta không cần mua nữa đó. Ủa tự nhiên tôi mất tiền nghe vậy trời. Vừa rồi vàng mới nói cái từ bây gì em nghe không? Bây giờ mình B2 em nghe rồi. Có nghe còn không có biết câu này câu gì. Rồi kệ ơi coi như miễn phí chị cái câu đó. Chị làm ơn chị cho em xin lại một ô được không chị? Chị ơi tự nhiên em lỡ miệng em nói ra chị. Buôn bán mà không cẩn trọng gì hết trơn à. Chết rồi tự nhiên buôn bán mà em lỗ lão rồi. Kiểu này về má bánh bòm đầu luôn rồi chị ơi. Em ơi chờ chút để chị đại chị suy nghĩ. Thì sợ chị cũng không biết câu này đâu. Chị ơi chị em đê đầu. Em muốn mua ô nào? Em muốn mua ô A6 chị. A6 đúng không? 10 triệu. Trời đất ơi chị ơi. Chị câu này chị trả lời không được. Thì chị chỉ quyền bán. Thôi bây giờ em nên 5 triệu đi. 5 triệu không, bán liền. Tiền bạc nó rất là quan trọng. Năm mới tới, năm hết tới đến rồi. Em đã cho chị một câu miễn phí tại em muốn rồi. Tôi không cần nghe. Tôi nghe tôi đâu có biết. Trời ơi tức dễ sợ luôn. Chị không có nhu cầu nghe. Em bắt chị nghe chị còn mạng em nữa đó. Giờ sao? Nhiêu? Bán bao nhiêu? 10 triệu. Không, bán 10 triệu không mua đâu. 5 triệu thì còn thấy cao rồi. 5 triệu rồi còn thấy cao. Tụi em đang ít tiền mà chị ơi nhà nghèo, ba má đông rồi trời không, ơi. Bây giờ tôi không nghe giải trình, tôi chỉ muốn thực tế và hiện. Thì đó 5 triệu bán thôi. Dạ thưa anh là nếu mà 5 triệu không bán. Nhưng mà nghĩ ra em được nhớ còn họ lấy ý tưởng hai từ nữa thôi, hai từ nữa. Em không cần luôn cái từ của bên đội bên kia luôn. Không trả lời đúng không? Bây giờ đội em không muốn mua ô A6 nữa, đội em muốn thương thảo ô B5. Cũng 10 triệu à? Không, B5 thì chị có lấy rẻ hơn cho em không? Tại ô đó sẽ không quan trọng đâu. Quan trọng. Quan trọng đó. Nói với chị là chị quan trọng. Bây giờ chị sẽ bán ô này với giá 11 triệu. Trời đất ơi. Không, đó chị không biết nha, tại vì nhà quyết định. Không, tại cái ô này á, bên chị cũng sẽ không cần giờ đâu. Giờ nè, mình đã biết cái từ đó rồi, đằng nào mình cũng đã biết, cũng đã thuộc từ đó rồi đúng không? Thôi giảm giá cho đúng ta. Rồi. Biết đâu mình có thêm mớ tiền, bên kia trả lời sai, người ta mất tiền, mình có tiền. Dưới 2 triệu thôi là được rồi. Em lấy 10 triệu mắc thôi, em lấy 10 triệu thôi. Trời ơi, gì vậy? Trời. Tại vì cái từ này đối với chị, em biết từ đó là em biết. 14 chữ chỗ nào chị cũng quý trơn á. Không chữ nào mà chị cũng quý trơn á. Bán cho người ta đi, bên kia có cái từ đó, chưa chắc đã trả lời đúng. Bây giờ chị xin thêm chút xíu được không? Rồi là chị xin gì? Mỗi người nhường nhau một bước 7 triệu đi em. Đáng lẽ thôi, mình nhường nhau một bước 6 triệu là kết quả cuối cùng được không? 6 triệu là một câu 2 triệu là chị lật được 3 ô miễn phí rồi. Đáng nữa dòng tới chị lật được miễn phí 3 ô. Chị phải trường chịu mua sữa cho con chị. Ôi trời chị ơi. Thôi bây giờ được muốn được thôi, đánh đàn ông nó tới mặt đậm chứ đàn ông à. Không à. 7 triệu mua không? 7 triệu. 7 triệu mình thắng cái này là mình được 13 triệu. 13 triệu với cộng kia là 13 triệu cộng với 20 triệu là 33 triệu. Cộng với 10 triệu kia là 43 triệu. 43 triệu cộng với 20 triệu ban tổ chức cho là 63 triệu. Trừ lại 3 triệu, trừ lại 1 triệu rưỡi em mua câu đầu tiên. Em là... ơi chi vậy em? Chi làm nhức đầu mình vậy? Không, em phải cộng lại hai bên để thôi thì nhiều khi chứ. Đúng rồi. Mua. Mua 7 triệu. Em mua OB5 của chị 7 triệu. Rồi. 7 triệu từ B5. Vậy thì đóng OB5 lại. Sao? Cái này này. Cái nào là biết rồi, bốn này biết rồi. Cái này nhá, cẩn thận cái này nhá. Cái này Tú nghĩ là đôi khi dám không? Bởi vì nếu mà mình không là mình lộ, người ta đã không biết cái câu này sao rồi. Bây giờ thêm một ô nữa. Có phân dân hai ô là tụi em đang chờ lật một trong hai ô là tụi em sẽ lên trả lời được thôi. Tại cái này nó có rất rất là nhiều dị bản, tại cái câu này nó bị chung chung quá. Có nguy cơ là em sẽ trả lời sai theo một dị bản nào đó thì bên kia chắc chắn sẽ biết được hết tất cả những ô mà em đã mở. Cho nên em không trả lời. Rồi, như vậy thì cả hai đội đều không trả lời. Cái lượt đầu tiên này chỉ có một cái cuộc trao đổi mua bán giữa hai đội với giá là 7 triệu đồng cho cái ô B5. Và bây giờ chúng ta sẽ có thêm một lượt mua ô nữa. Mỗi đội sẽ có 3 ô. Dạ. Đội em muốn mua ô nào? Em mua ô B3 và B4. Một thêm một ô nữa cũng được. A5. A5, B3, B4 và A5. Dạ. Bên đây, các em có muốn mua ô nào không? Em mua B7, B8. Em nghĩ không nên mua. Thôi mua đi. Mua đi, cái mua ô cho rồi ok. Mua hai ô, mỗi ô 1 triệu là hai ô 2 triệu thôi kệ mua đi. Thì một là thua còn hai là vô vòng trong. Rồi. Bây giờ còn 3 ô nữa đó, em muốn mua ô nè. Dạ mua thôi, 7, 8 rồi. Thôi được rồi anh. Lật ô chữ. Rồi, giờ đọc cho anh nghe xem. Dạ em có câu trả lời rồi. Con cò lặn lội bờ ao, gánh gạo nuôi chồng, tát nước nuôi con. Cố tình trả lời sai. Cố tình. Ở mỗi một câu hỏi chúng ta được quyền trả lời tới 3 lần. Nếu lần này mình sai, bên kia trả lời sai nữa hoặc là không trả lời thì chúng ta tiếp tục được gõ chiên lần thứ 2.
để tiếp tục trả lời. Dương Thanh Vàng đã đọc một cái câu nó hoàn toàn không liên quan gì cả. Và chúng ta cũng biết cái thâm ý của anh chàng này là tại sao như thế. Đây cũng là một cái chiến lược hay đó. Vậy thì đội chiền ngã em nâng, các bạn có trả lời hay không? Dạ không. Không có chiền đâu. Không. Vậy thì bây giờ đội huynh đệ, các bạn nghĩ sao? Game hay, game hay. Nếu muốn miễn phí thì bây giờ bạn trước khi gọi chiền. Em sẽ mua thêm chứ, bởi vì là chắc không, là phải mua thêm. Không được mua thêm, chỉ là có hai lượt mua thôi. Mua bên kia. Trả lời, mua trả lời, rồi xong trả lời. À, thương lượng mà. Mua của đội bên đây này. Thương lượng á. Thông báo cho nghe nè, chữ ở bên này thì bây giờ rất mắc nha. Anh em có rất là nhiều chữ, bên em có 4-8 chữ lận. Giờ nghỉ rồi. Bên chị có 4 thôi. Không, bây giờ chị cần tiền với chị hết cần chữ nè. Chị cần tiền với chị hết cần chữ nè. À, tức là bên kia đang tính toán gì nè. Bên kia là đang nhiều tiền hơn mình. Đó, đằng nào trả lời cũng được thì bên kia cũng thắng mình. Vậy thì ra là hay ghê chưa? Được lắm. Không có biết thiệt. Em sẽ vận dụng hết tất cả nguồn lực, nhân lực, tài lực, trí lực của em để em chơi câu này. Bây giờ em muốn mua OA6 20 triệu. Trời ơi, chị bảo coi như là trời đất coi á. Không, càng về nước rút mình phải càng tăng giá. Thôi bán 5 triệu không, nhà mặt tiền nó khác nhà trong hàng. Nãy bán 7 triệu. 7 triệu em thôi. Mua xong rồi em vẫn thua mà. Không muốn mua, nhìn mặt thấy ghét cũng không mua. Bán rẻ nè, bán rẻ nói cho nè. Bán nè. Bán nè. Bây giờ muốn bán thì sao? Bây giờ chị bán 7 triệu thôi. Trời đất ơi, 20 triệu xuống 7 triệu. Tổng cộng là mình 14 triệu đấy. À, đó là em không có muốn mua mà chị cứ đòi. Hồi nãy em muốn mua chị không bán, bây giờ em không muốn mua cái chị bán. Giống livestream lắm ha. Bớt nữa đi. Nè, bán B7, B8 nè. Không có cần hai cái chữ đó. Em sử dụng quyền gì? Trả lời miễn phí. Trả lời miễn phí. Gõ chiên. Trời ơi, Tú ơi, Tú gõ chiên đi. Trả lời nè. Rồi, câu của em là ai ơi nhớ lấy câu này xong sâu chớ lội đò đầy chớ qua. Chốt chưa? Chốt chưa? Ai ơi nhớ lấy câu này xong sâu chớ lội đò đầy chớ qua. Đây là đáp án sai. Bên đây có câu trả lời không? Với những gì mà bên đây vừa đọc xong cộng với những từ mà mình đang có. Làm vậy ngại. Đó mình đọc hết ra thế là bắt đầu họ lộ. Thôi, có thể họ biết hai cái từ này. Gói chi. Khoan, bây giờ em nói nghe nè. Dù gì dù á thì năm hết Tết đến rồi, tất cả mọi nhà đều cũng phải vui vẻ. Thì đó coi như em cho chị hết luôn á. Không vì cái câu hỏi này mà chị tì chị em thắng mẹ. Dạ. Nên á, nếu như mẹ tụi em thắng cái câu này, dạ, tiền thưởng của câu này chia đôi với đội bên kia. À, trời ơi, lắm, tốt con đẹp. Con gống dôm đứa nào vô dùm trong là chuyện bình thường. Rồi nha. Lên gõ chiên cho nó chảnh đi. Miễn phí cái em xin quyền miễn trả lời miễn phí. Đúng rồi, chứ sao tiết kiệm, tiết kiệm lại. Quyền trả lời miễn phí. Mời em gõ chiên. Được chưa? Phải lấy được chưa? Không lấy phải không? Không lấy thôi để giữ nguyên. Thôi cũng vậy à. Em mời muốn, em không cần. Chưa chắc gì người ta đúng mà. Bây giờ coi nè. Đọc đi. Cần ha. Em ơi nhớ lấy câu này, xong sâu chớ lội đò đầy vậy, chớ đi. Đò đầy đúng không? Đò gì? Đò đầy chớ đi. Đò em đầy, ơi đầy quá nó chìm á. Nhớ lấy câu này, xong sâu chớ lội đò đầy chớ đi. Ủa đây chị nói sao? Chị nói sao? Chị nói là chị thắng cái chị sao? Chị thắng chị sao? Em số tiền thưởng chị chi hả? Em không cần. Em không cần. Đúng không cần. Em không cần. Sao vậy? Sai rồi. Trả lời sai rồi. Em chốt không? Quyền chốt không? Em chốt. Chốt. Đây là đáp án sai. À, hồi nãy bên kia làm sao? Chị là chữ này chữ em đúng không? Chữ này chữ này đúng chưa? Cái này là chớ đi đúng chưa? Thôi gọi chuyên đi. Gọi gì? Đường nào cũng biết đâu. 2 triệu nha. 7, phát cuối 6, đúng không ạ? Phát 5, cuối rồi. Đây là lần cuối cùng đúng không ạ? Đúng. 3, 2, 1. Em luôn luôn là người may mắn trong mọi game show. Chưa. Mời Dương Thanh Vàng. Em ơi anh nói em này, xong sâu chớ lội đò đầy chớ đi. Chốt chưa? Em chốt. Chốt. Đây là đáp án sai. Hay quá. Bên đây có muốn trả lời hay không? Anh ơi bây giờ em trả lời em mất 2 triệu đúng không? Đúng. Linh gõ cho chị 2 triệu chuyện 2 nhỏ. Triệu mà. Trời ơi. Rồi xuống đây đi em. Suy nghĩ một chút. Ủa, suy nghĩ thôi ạ. Chỗ trộn căng quá nè. Rồi. Em ơi, anh bảo em này. Giờ là hết hết đội nào trả lời được rồi ha. Đúng rồi em.
Em ơi anh bảo em này, sông sâu khó lội, đò đầy chớ đi. À em ơi anh bảo em này, sông sâu chớ lội, đò đầy chớ đi. Tú đã bảo rồi, Tú bảo là hai cái từ này chớ không? Nó bị sượng cùng với cả nhau ha. Chớ đi hả? Nghĩa chớ luôn hả? Chớ. Vậy đó đâu có khác gì cái kết quả hồi nãy cho em chị. Đâu có. Khác đấy. Hồi nãy em khác là, nhiều luôn em á. Em ơi anh nói em này, còn này là em ơi anh bảo em này. À hồi nãy mình nói là em ơi nhớ lấy câu này. Ừ. Rồi em ơi anh bảo em này, sông sâu chớ lội, đò đầy chớ đi. Chốt chưa? Dạ. Đây là đáp án. Sai. Sai một từ thôi. Hả? Từ này. Không, không phải là từ đó đâu. Đây là một cái từ của dị bản nha. À, thực ra là bên đội của em á, là mới có trả lời hai lượt thôi. Nhưng mà tại lượt đầu tiên em đã bỏ. Đó. Cho nên rất tiếc chơi giờ. Bây giờ nếu như được thêm một lần nữa, em sẽ sửa như thế nào? Anh chỉ nói là câu sau đúng, câu đầu tiên mình sai một từ thôi đó. Sai đúng ơi, một từ anh đó. Anh nói em này. Nãy bên đây nói rồi, là từ nói câu rồi. Câu nào đúng, câu nào sai anh? Câu sau đúng, câu sáu sai. Sai ô A4. A4 đúng không? Nói anh nói nãy mới nói rồi. Em ơi, anh nói. Anh nói em này, sông sâu chớ lội, đò đầy chớ nói đi là sai. Không có này. Đúng rồi. Nói là không thể nào này được. Bảo anh không được. Em ơi, anh dặn em này hả? Chính xác. Ôi. Trời ơi. Xin mời ơi. Anh. Trời em có được tính điểm mọi người. Anh ơi, anh dặn em này. Trời ơi. Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ đi. Wow. Rất là tiếc. Mình sai một từ. Nè. Rất là tiếc. Như vậy là chúng ta đã khép lại vòng 2 tại đây. Vòng 2 các bạn mấp mé thôi, xém đúng thôi, sai một từ, rất là tiếc và không đồ nào mang về cho mình 20 triệu. Em ơi anh dặn em này, sông sâu chớ lội, đò đầy chớ đi. Câu hồi nãy mà các em vừa đưa ra nó cũng là một dị bản đó. Em ơi anh bảo em này, nó cũng là một dị bản. Hoặc là con ơi nhớ lấy câu này. Đó, nó có những cái gì bạn. Đúng như rồi, thế. Em thì em nhớ cái câu con ơi, hoặc là em ơi nhớ lấy câu này, anh ơi nhớ lấy câu này. Nó nói là dạng. Cảm ơn các em. Kết thúc vòng thi thứ hai, đội Quynh Đệ. Số tiền thưởng mà các em còn lại là 21 triệu đồng. Đội Chi Ngã Em Nâng. Số tiền thưởng mà hai chị em có được sau khi kết thúc vòng 2 là 46 triệu đồng. Mình giàu quá. Tao, đội Quynh Đệ, sau khi chúng ta thua chỉ còn là số tiền 21 triệu thì cảm giác của em thế nào? Em không phụt. Sao không phụt? Em không phụt. Chị bên kia, chị buôn bán à, buôn bán mắc quá à. Tao bán rõ ràng em chịu giá. Ngày hôm nay phải nói là rất là vui khi mà tới với chương trình Sao Hay Chữ, bởi vì mình được có cơ hội mình ôm lại những kiến thức mà của kho tàng văn học Việt Nam nó rất là nhiều. Và ngày hôm nay phải nói là có những cái câu mà mình phải ngồi suy nghĩ rằng đúng là cái câu cuối cùng của ngày hôm nay nó bắt buộc em phải rặn từng chữ. Mà cái xui của em lớn nhất là em sai mấy cái sai lầm luôn. Em nói cho bên kia biết chữ xong rồi em không thương lượng được đồng thu các bạc nào rồi. Nguyên một loạt luôn. Rồi sau đó em mua thêm mấy chữ mà trong khi nó em vừa mua xong anh vừa quay lưng bước vào bản cái này, cái trong mấy chữ đó hiện trong đầu em à. Phải chi mua cái từ A4 là ngon lành rồi đúng không? Hồi nãy em không nghĩ là cái từ A4 nó lại quan trọng, mà mình quên mất một chuyện là trong những kho tàng văn học Việt Cây Nam dao. Cho nên là sẽ có dị bản, không bao giờ mua A4 lại là sai, rất là nhưng sai. Mà phải nói rằng là cảm ơn em nha, nhờ 7 triệu của em mua cái từ bên kia mà đồ của Tuyền vượt lên hẳn vậy luôn đó. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đã có được rất là nhiều những cái điều thú vị mà từ nào đến giờ đôi khi mình không để ý hoặc là mình không biết, đúng không? Cảm ơn đội Quynh Đệ đã đến với chương trình ngày hôm nay. Còn đội Chị Ngã Em Nâng, các bạn sẽ bước vào vòng đặc biệt của chương trình và chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Sao Hay Chữ. Đây là vòng 3 có tên là Chinh Phục Bảng Vàng. Vòng 3 Chinh Phục Bảng Vàng. Vòng 3 có 3 câu hỏi, tổng cộng có 42 ô chữ. Đội chơi được quyền mở 21 ô chữ. Thời gian vừa nghe gợi ý và vừa trả lời là 120 giây. Mỗi câu trả lời trùng khớp được thưởng 20 triệu đồng. Nếu trùng khớp cả 3 câu, giải thưởng 100 triệu đồng. Bảng vàng của chúng ta sẽ hiện lên tất cả là 42 ô. Đó là 3 câu ca dao, 1 câu là 14 ô. Các em sẽ được chọn và lật lên 21 ô, tức là hết 50% rồi.
và chia đều cho ba câu đó. Sau đó chúng ta sẽ có 120 giây để đoán và đọc cho chính xác ba câu ca dao đó theo đáp án của chương trình. Dĩ nhiên ở mỗi câu anh sẽ có một gợi ý cho các em, và các em muốn chọn cái câu nào các em trả lời trước cũng được. Anh sẽ đọc từng câu một. Nếu như anh đọc câu một xong cảm thấy khó quá, cho qua đọc câu hai. Câu hai khó quá, cho qua đọc câu ba. Miễn sao trong vòng 120 giây mà thôi. Nếu các em trả lời đủ cả ba câu, các em sẽ có 100 triệu đồng. Còn nếu chỉ trả lời được một câu thôi thì câu đó sẽ có giá trị là 20 triệu đồng. Trả lời được hai câu 40 triệu đồng, nhưng trả lời ba câu 100 triệu đồng. Sang vậy đó. Nghe thấy sướng lắm, nhưng đó, mà không biết con đường nó như thế nào. Cảm giác như gặp gần trong gai. Không gặp gần trong gai lắm đâu. Nãy giờ hai chị em đã làm rất tốt. Sẵn sàng chưa? Dạ. Mời các em nhìn lên bảng bàn. Xin mời câu hỏi. Đó, ba câu đó, 120 giây đó. Bây giờ các em muốn chọn ô nào để lật lên nè? Em chọn trước cái câu đầu tiên đi. Em chọn A1, A2, A3, B1, B2, B7, B8 ha. Tùy em. B1, B2, B7, B8 đi. Rồi, rồi. Tới câu thứ hai thì em chọn ha. C1, C3, C5. C1, C3, C5. D1, D3, D5, D7. D1, D3, D5, D7. Chà, chọn sao le vậy ta, sen kẻ vậy đó hả? Chiêu mới. Được, câu cuối. Câu cuối chị chọn đi. Em hả? Em chọn... sao ta? Mới có 14 ô được chọn thôi. 14 ô? Ủa giờ là em... Tức là còn 7 ô nữa. Còn 7 ô nữa thì mình chọn đều dưới đi. Ừ. E1. E1. E4. E4. E6. E6. F1. F4. F5. F8. F5, F8. Như vậy là hai cô gái này đã chọn được 21 ô. Vậy thì xin mời ô chữ. Lật em lên cho các em xem nha. Từ từ, bình tĩnh. Chúng ta sẽ có 120 giây. Bắt đầu. Câu 1, hai gia vị, một loại cay, một loại mặn để biểu tượng cho tình cảm chung thủy đợi chờ. Dạ, em trả lời câu số 1. Tay bưng dĩa muối chấm gừng. Tay bưng dĩa muối chấm gừng. Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Chính xác. Câu số 2 gợi ý. Theo kinh nghiệm của người xưa, tháng cuối năm và tháng đầu năm, người nông dân nên canh tác gì? Tất nhiên là tháng trồng cây, tháng chạp. Thôi cho qua đi. Câu 3. Dạ. Câu thơ Kiều miêu tả vẻ đẹp thiên nhiên ngày xuân lúc Thúy Kiều gặp Kim Trọng trong lễ tảo mộ. Cỏ xanh cao tận chân trời, cành lê điểm, cành lê gì? Tuyết điểm một vài bông hoa. Đọc kỹ những cái từ đó nha. Cỏ. Câu thơ Kiều đó. Cỏ tranh. Cỏ. Câu này quen lắm. Cỏ xanh, cỏ tranh xanh tận chân trời. Cỏ xanh xanh tận chân trời. Cành, cành gì ta? Cành lê. Em nhớ cành là cành lê. Tô điểm một vài bông hoa. Chưa đúng. Cỏ xanh, cành lê, tuyết điểm một vài bông hoa. Cỏ xanh xanh tận chân trời, cành lê tuyết điểm một vài bông hoa. Chưa đúng. Còn 25 giây. Cỏ tranh xanh tận chân trời. Cành. Cỏ tranh. Cỏ tranh. Cỏ tranh chứ không có tranh. Cỏ tranh. Ừ. Cỏ tranh xanh tận chân trời, cành lê tuyết điểm một vài bông hoa. Chưa đúng. Còn 12 giây. Cỏ tranh xanh tận chân trời, cành. Cành. 4 3 2 cành 1. Lê tô điểm một hết vài bông giờ. Hoa. Vẫn chưa đúng. Bây giờ thì anh sẽ cho các em coi đáp án của hai câu mà các em không đoán ra được, không nhớ ra được là như thế nào nha. Xin mời. Tháng chạp. Tháng chạp là tháng trồng khoai. Tháng giêng trồng đậu. Tháng hai trồng cà. Nhớ có vật có vụ cà cà nè. Câu số 3, mời. Đáp án. Cỏ non, trời ơi. Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Như vậy là đội chi ngã em nâng. Các bạn trả lời đúng được một câu, thêm 20 triệu đồng dành cho các em. Thưa quý vị khán giả, đội chị ngã em nâng, các bạn đã đến với vòng đặc biệt.
và chỉ trả lời đúng được một câu ca dao mà thôi, thêm 20 triệu đồng. Dĩ chi sau chương trình ngày hôm nay hai chị em tròn tèm bỏ túi 66 triệu đồng. Một số tiền rất là hấp dẫn, dạ, đủ để cho chúng ta sắm sửa trong những ngày đầu năm, đúng không? Dạ. Cảm ơn các em rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và cũng như cảm ơn đội huynh đệ, các bạn ấy tuy ra về trước nhưng mà cũng đã góp mặt trong chương trình Sao Hay Chữ. Và đặc biệt là chương trình của chúng ta vào cái ngày cuối cùng của năm 2019, chắc lẽ là các em cũng muốn có đôi điều chia sẻ với quý vị khán giả. Em mong là năm mới là nhà nhà ai cũng có sức khỏe, để có một cái năm mới thật là vui, thật là sung túc và làm việc thật là hăng say để kiếm được thật nhiều tiền để gia đình mình có thể ăn Tết vui vẻ. Cảm ơn em. Thế còn Tiều Mập? Riêng em thì không biết chúc gì hơn là chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe nè. Rồi tiếp theo đó sức khỏe thì chúng ta mới làm ăn rồi kiếm tiền được, rồi mới có nhiều tiền để có thời gian thảnh thơi để mà xem chương trình Sao Hay Chữ. À, và nhớ nha, nếu được tham gia thì nhớ hay rút kinh nghiệm như Tiều Mập, đoán những ô chữ mà mình nghĩ là nó là khó, nhưng mà ai về chơi kiểu xếp hình răng cưa, rút kinh nghiệm cho mọi người. Chúc mọi người thật là may mắn. Thật ra là chương trình của chúng ta sẽ có thiên biến vạn hóa và cũng còn tùy thuộc vào những câu ca dao mà chương trình lựa chọn làm đề cho các em như thế nào. Nhưng mà nếu như các anh em nghệ sĩ chúng ta hoặc là quý vị khán giả mà có cơ hội để tham gia chương trình Sao Hay Chữ thì cái điều quan trọng hơn hết là chúng ta có cho mình được những kiến thức, bởi vì kho tàng ca dao của Việt Nam chúng ta vô cùng phong phú và đa dạng. Biết thêm nhiều những cái điều như thế nó sẽ làm giàu cho tâm hồn của chúng ta. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều và cũng xin gửi lời chúc đến quý vị khán giả bước vào năm mới thật là nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Đến đây thì chương trình Sao Hai Chữ, chương trình cuối cùng của năm 2019. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào tuần sau. Chương trình của chúng tôi vẫn phát sóng vào lúc 20:30 thứ ba trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại, cũng như là chúng ta nói một câu chúc mừng năm mới cuối cùng dành cho khán giả nha. 2, 3, chúc mừng năm mới. Xuất hiện cùng với Đại Nghĩa bây giờ là những anh em bạn bè đồng nghiệp. Gia Bảo. Dạ, lời đầu tiên Gia Bảo xin kính chào toàn thể quý vị đang xem chương trình. LeBlanc. LeBlanc xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Tường Vi. Xin được mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sao Hay Chữ. Cảm ơn nhãn hàng Sacos đã đồng hành cùng với chương trình.